Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học phương Đông thì màu sắc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người, có tác động mạnh mẽ đến sự tương sinh, tương khắc cũng như cùng mệnh ngũ hành của người đó. Chính vì vậy nên vào ngày Tết Nguyên Đán, nhiều người thường chú trọng đặc biệt đến việc lựa chọn màu sắc của trang phục để chiêu dụ vận may cho năm mới, thu hút thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ. Các chuyên gia tử vi số mệnh cũng đã chia sẻ rằng, đối với mỗi con giáp khác nhau sẽ phù hợp với một màu sắc riêng. Nếu như lựa chọn được màu sắc phù hợp sẽ bổ trợ cho bản mệnh trong mọi việc, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Đúng ngày mùng 1 Tết, mặc áo màu này để tiền bạc ùn ùn kéo vào trong năm mới, đổi đời giàu sang. Theo quan niệm lâu đời của người Việt, có rất nhiều điều cần phải chú ý trong ngày mùng 1 Tết để mong một năm vạn sự bình an và như ý. Ngoài hướng giờ xuất hành thì việc lựa chọn được màu trang phục phù hợp sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả năm. Vậy nên đây cũng là khâu quan trọng mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua. Thứ nhất, màu sắc phù hợp cho tuổi Tý. Năm Tân Sửu được dự báo là một năm không quá may mắn nhưng cũng không quá trắc trở với người tuổi Tý. Chính vì vậy, để tăng thêm cát khí tài lộc trong năm mới, người tuổi Tý thì nên chọn quần áo màu vàng, nâu đất hoặc trắng. Đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết, màu sắc đem lại may mắn cho con giáp của bạn đó là màu vàng hoặc trắng. Bởi đây là hai màu phù hợp với ngũ hành năm nay, giúp đem đến sự may mắn tài lộc của người tuổi Tý. Thứ hai, màu sắc phù hợp cho tuổi Sửu. Tuy là năm tuổi, nhưng với những người tuổi Sửu thì năm 2021 sẽ là một năm thuận lợi về đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Sửu có bản mệnh thuộc hành Thổ nên sẽ rất hợp với các màu nóng như màu cam, màu tím và màu đỏ. Nếu bạn chưa biết con giáp của mình nên mặc gì đầu năm 2021, thì hãy sắm ngay cho mình những chiếc áo màu đỏ, màu được xem là may mắn cho cả tình duyên và sự nghiệp của tuổi Sửu trong năm nay. Thứ ba, tuổi Dần nên mặc áo màu gì? Bạn chưa biết màu sắc may mắn của tuổi Dần trong năm Tân Sửu là gì sao? Đừng quá lo lắng, bởi theo tử vi, năm 2021 là một năm tiềm ẩn nhiều may mắn tài lộc với con giáp của bạn. Và để những may mắn này trở nên rõ ràng hơn, thì hãy chọn ngay những bộ trang phục có màu vàng hoặc xanh lục để mặc trong những ngày đầu năm mới âm lịch nhé. Hai màu sắc này là tượng trưng cho ánh sáng, sự may mắn, quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc của người tuổi Dần. Thứ tư, màu sắc phù hợp cho tuổi Mão. Với những người thuộc con giáp thứ tư trong 12 con giáp thì năm 2021 là một năm may mắn về tình duyên. Các mối quan hệ của người tuổi Mão trong năm Tân Sửu này sẽ tiến triển rất tích cực. Những ai đang FA thì có thể dễ dàng gặp được định mệnh của mình. Những ai đang có ý định tiến tới hôn nhân thì năm nay cũng là thời điểm cực kỳ phù hợp. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 sẽ hợp với trang phục màu trắng. Do đó, nếu bạn chưa biết mặc đồ màu gì vào ngày mùng 1 Tết âm lịch thì hãy sắm ngay cho mình một bộ trang phục thuộc tông màu này nhé. Thứ năm, trang phục phù hợp cho tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn, năm 2021 sẽ là một năm khá thuận lợi, có nhiều cơ hội tốt trong cả sự nghiệp và chuyện tình cảm. Chính vì vậy, những ai đang ấp ủ những dự định riêng
thì hãy nắm lấy ngay cơ hội này. Mặc dù vậy, người tuổi Thìn vẫn phải chú ý một số vấn đề về sức khỏe cũng như tiền tài, tránh cho vay mượn đầu tư lớn. Trong dịp đầu năm mới Tân Sửu 2021, người tuổi Thìn nên mặc trang phục màu trắng để giảm bớt xui xẻo không may trong năm nay. Thứ 6, màu sắc phù hợp cho tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ sẽ có một năm khá suôn sẻ, gặp được nhiều điểm lành. Và để mọi việc trong năm được xuôi chèo mát mái hơn, việc chọn màu áo hợp phong thủy cho người tuổi Tỵ trong những ngày đầu năm là rất quan trọng. Với năm 2021, người tuổi Tỵ chỉ hợp mỗi màu vàng, nên bạn hãy cố gắng chọn trang phục lấy tông màu này làm chủ đạo trong 3 ngày Tết nhé. Thứ 7, màu sắc phù hợp cho tuổi Ngọ. Tài vận tốt đẹp là những gì tổng quan nhất về năm 2021 của người tuổi Ngọ. Năm Tân Sửu sẽ là một năm may mắn và thuận lợi nếu như bạn nắm chắc những cơ hội của mình cũng như thích nghi được với những sự thay đổi trong năm. Màu vàng có lẽ là màu chủ đạo của năm 2021 vì nhiều con giáp khá hợp với màu vàng, trong đó có cả tuổi Ngọ. Thứ 8, tuổi Mùi nên mặc áo màu gì? Năm Tân Sửu là năm xung khắc của tuổi Mùi, vì vậy người thuộc con giáp này sẽ phải trải qua một năm khá vất vả. Và để giảm nhẹ những vận hạn xui xẻo mà năm xung khắc đem lại, trong những ngày Tết, người tuổi Mùi nên chú ý hơn đến việc chọn màu sắc trang phục hợp phong thủy nhé. Tuổi Mùi mệnh kim hợp với quần áo màu bạc vàng, mệnh thủy hợp với màu trắng xanh dương và màu bạc, mệnh mộc và hỏa thì hợp với màu đen và màu xanh dương, còn mệnh thổ sẽ hợp với màu đỏ và màu tím. Thứ 9, màu sắc phù hợp cho tuổi Thân. Thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài sẽ đến với người tuổi Thân trong năm nay. Tuy nhiên, về mặt sức khỏe thì bạn cần phải cẩn trọng đề phòng. Để đem lại sự may mắn cho người tuổi Thân trong năm Tân Sửu thì trong 3 ngày Tết, người tuổi này nên mặc những trang phục thuộc các tông màu như xanh dương, màu trắng và đen. 10. Màu sắc phù hợp cho tuổi Dậu. Nên mặc màu gì đầu năm 2021 để đem lại sự may mắn cho cả năm? Đó luôn là sự quan tâm bậc nhất của người tuổi Dậu trong những ngày năm mới gần kề. Tuy nhiên, cung sức khỏe lại không cho thấy nhiều mặt tích cực cho lắm. Chính vì vậy, trong dịp năm mới, người tuổi Dậu nên mặc màu đen, vì đây là màu phù hợp với con giáp của bạn trong năm nay, giúp đem lại tài lộc và xua đuổi những điều không may. 11. Tuổi Tuất nên chọn trang phục gì? Công việc của người tuổi Tuất trong năm 2021 được dự báo là không mấy suôn sẻ, có thể xảy ra tranh chấp lợi ích. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý vấn đề sức khỏe về hệ tiêu hóa và tinh thần. Nhìn chung, năm Tân Sửu là một năm khá không may mắn với người tuổi Tuất. Vì vậy, người tuổi Tuất nên mặc màu vàng, màu trắng trong ngày đầu năm để có thể đem lại sự bình yên, sức khỏe và tài lộc nhé. 12. Màu sắc phù hợp cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi là con giáp cuối cùng trong hệ thống 12 con giáp. Vậy người tuổi này nên mặc màu gì đầu năm 2021 để đem lại nhiều may mắn? Theo các chuyên gia phong thủy, trong dịp Tết âm lịch Tân Sửu, màu sắc phù hợp với những người tuổi Hợi nhất
là màu trắng. Năm 2021, người tuổi Hợi có thể gặp nhiều rủi ro về tài chính, nên về mặt tâm linh, mặc màu sắc phù hợp với con giáp của bạn trong 3 ngày đầu năm sẽ giúp giảm bớt vận hạn và xui xẻo trong năm. Quý vị thân mến, ông bà ta vẫn thường nói rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Có một số quan niệm từ lâu đã in sâu vào nếp sống và sinh hoạt của người dân Việt Nam, và việc chọn màu sắc trang phục phù hợp cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù chúng ta không thể đoán biết trước được những điều xảy ra trong tương lai, nhưng việc lựa chọn trang phục có màu sắc tươi sáng rực rỡ sẽ giúp cho bạn có tinh thần phấn khởi và vui vẻ hơn, đúng không nào? Bên cạnh những màu sắc trang phục phù hợp với từng tuổi con giáp thì chúng ta cũng có một số màu sắc sẽ đem lại may mắn cho tất cả mọi người mà ai cũng có thể lựa chọn. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, màu đỏ tươi tắn, may mắn tràn đầy. Từ bao đời nay, người ta vẫn luôn quan niệm màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn cát tường. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp gam màu này trên các bao lì xì đầu năm, trong những bộ tranh ảnh lịch Tết và rất nhiều sản phẩm ngày Tết khác. Màu đỏ cũng là màu của sự sung túc đủ đầy. Vậy nên có một chiếc áo đỏ để diện vào ngày mùng 1 Tết chắc chắn nên là ưu tiên hàng đầu của mọi người khi mua sắm quần áo cho mình. Thứ hai, màu vàng sang trọng trẻ trung. Màu vàng tượng trưng cho ánh dương rực rỡ, sáng lạn và ấm áp tươi vui. Đây còn là một gam màu rất được các quý cô ưa chuộng bởi luôn toát lên sự sang trọng trẻ trung. Đồng thời, mặc áo màu vàng vào ngày mùng 1 Tết còn gửi gắm mong muốn một năm mới thịnh vượng, may mắn, tài lộc đầy nhà. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn mùng 1 Tết nên mặc áo màu gì, đừng ngại ngần mà hãy chọn ngay một chiếc áo vàng rực rỡ nhé. Thứ ba, màu xanh nhã nhặn, thanh lịch. Màu xanh lam thường được các quý ông lựa chọn bởi toát lên sự chững chạc, đáng tin và thanh lịch. Vì là một màu lạnh nên xanh lam có khả năng trung hòa, làm dịu đi không khí. Đây là màu sắc vô cùng thích hợp để khởi đầu năm mới suôn sẻ, bình an. Đối với những doanh nhân, màu xanh lam còn tượng trưng cho sự tin tưởng, sang trọng, lịch lãm, nên cũng là câu trả lời vô cùng phù hợp cho câu hỏi mùng 1 Tết nên mặc màu gì. Mùng 1 Tết mặc áo màu này, cả năm phát tài phát lộc. Thứ nhất, màu đỏ tươi tắn, may mắn tràn đầy. Thứ hai, màu vàng sang trọng trẻ trung. Thứ ba, màu xanh nhã nhặn thanh lịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các màu sắc phù hợp với tuổi con giáp của mình để tăng thêm phần may mắn nhé. Xin chúc các bạn một năm mới an lành hạnh phúc, phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.